Hải Sơn xin chào các bạn khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Như các bạn đã biết, hiện nay thế giới đồng hồ Nhật đang khá sôi động với những cuộc cạnh tranh gay gắt của những thương hiệu đứng trong top đầu như Seiko và Citizen. Trong phân khúc giá khoảng 7 triệu đồng thì cả hai nhãn hiệu này đều tung ra những con át chủ bài để thống lĩnh phân khúc. Về Seiko thì Đồng Hồ Duy Anh đã có rất nhiều các video review sản phẩm mới nổi bật ở phân khúc này. Vì vậy trong video ngày hôm nay, Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho mọi người một lựa chọn đến từ Citizen với một sản phẩm hoàn toàn mới. Trên màn hình các bạn đang thấy là mẫu đồng hồ mới nhất của Citizen và cũng là nhân vật chính được phát sóng lần này. Đó chính là phiên bản Eco Drive có mã hiệu AW15286E. Cách đây 3 năm, chính xác là năm 2019, Seiko, thương hiệu đồng hồ số 1 Nhật Bản, một đối thủ đáng gờm của Citizen, đã tung ra bộ sưu tập Seiko 5 Sport bao gồm hơn 20 phiên bản với kiểu dáng đậm chất khỏe khoắn, thể thao, cọc số có phong cách thiết kế to bản. Chúng được người chơi đồng hồ rất yêu thích và ưa chuộng với tình trạng luôn cháy hàng. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Citizen cũng đang kỳ vọng có được thành công lớn như Seiko khi cho ra mắt Eco Drive AW15286E, một sản phẩm mang phong cách thiết kế khá tương đồng và cũng được bán ra với mức giá chính hãng gần như tương đương, chỉ khoảng hơn 6 triệu đồng mà thôi. Có một điều mà Hải Sơn muốn nhấn mạnh chính là đây không phải là một chiếc đồng hồ lặn thể thao, nhưng nó lại có thiết kế giống y đúc kiểu đồng hồ này. Đó là những cọc số hình thang và bộ kim có kích cỡ to bản, kèm theo một phần diện tích lớn dạ quang nhằm hỗ trợ người dùng quan sát trong những điều kiện môi trường thiếu ánh sáng. Ngoài ra, nó cũng được tích hợp luôn viền bezel của đồng hồ lặn với các vạch chia nhỏ và các con số Ả Rập như 5, 10, 15 cho đến 55 và hình tam giác lớn để thể hiện cho con số 60 như các bạn đang thấy ở đây. Bên cạnh đó thì ngoài màu đen đồng điệu với phần mặt số thì bộ phận này còn được nhà sản xuất đặt lên gam màu đỏ hồng rất nổi bật. Chính cách phối màu này khiến cho nó trở nên rất độc đáo, ấn tượng hơn rất nhiều và sẽ phù hợp với những người có cá tính mạnh. Như Hải Sơn đã chia sẻ thì đây không phải là mẫu đồng hồ lặn vì theo công bố của hãng thì nó có độ chịu nước là 100m nên chỉ cho phép các bạn sử dụng trong các trường hợp như là rửa tay, đi mưa hay đi bơi. Vì vậy, viền bezel sẽ chỉ có ý nghĩa như một cách trang trí, tăng độ thẩm mỹ cho đồng hồ chứ không hề đảm nhận chức năng như ở một chiếc đồng hồ lặn. Chuyển đến phần trung tâm mặt số thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng những đường vân gợn sóng rất sinh động, tựa như cả một đại dương đang hiện ra trước mắt vậy. Vị trí góc 3 giờ là vị trí dành cho ô lịch ngày. Đối với bộ phận dây đeo thì nhà sản xuất sử dụng dây làm từ chất liệu thép không gỉ 316L hoàn thiện kiểu phay xước. Nó có thiết kế khá truyền thống, các mắt dây có độ chắc chắn. Loại dây này rất dễ dàng vệ sinh, đồng thời khi gặp phải các vấn đề bị xước hoàn toàn có thể đánh bóng, khôi phục lại nguyên trạng như mới. Ngoài thiết kế đẹp thì chắc hẳn là anh em cũng khá quan tâm đến bộ máy của một chiếc đồng hồ phải không nào? Phiên bản này được trang bị bộ máy Eco Drive, một trong những đặc sản của nhà Citizen. Nó hoạt động bằng nguồn năng lượng ánh sáng, kể cả tự nhiên cho đến nhân tạo, cho dù ánh sáng có cường độ mạnh hay yếu. Điều này có nghĩa là bạn có thể sạc pin cho đồng hồ một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Ngoài ra, khi được sạc đầy pin thì đồng hồ cũng sẽ chạy được rất lâu, khoảng từ 6 tháng, thậm chí là lên đến 5 năm. Quá khủng phải không? Trên mặt số và mặt đáy thì Citizen cũng đã thể hiện bộ máy thân thiện với môi trường này với dòng chữ Eco Drive. Dù là một lựa chọn lý tưởng trong phân khúc từ khoảng 6 triệu đồng, song AW15286E không phải là chiếc đồng hồ dành cho tất cả mọi người, bởi vì nó có đường kính lên đến 44,5mm cùng độ dày 10,8mm. Đây là kích cỡ chỉ dành cho người có cổ tay từ vừa đến to khoảng 16,5cm trở lên. Nếu bạn có cổ tay nhỏ hơn thì hãy cân nhắc chuyển sang dòng 5 Sport của Seiko hoặc ghé ngay hệ thống của Zingwatt tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn nhé. Hãy ấn subscribe để cập nhật các video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.